Đây anh em, bữa nay mấy anh em mình lại tiếp tục cuộc hành trình nha anh em. Bữa giờ anh em chờ đợi hỏi sao anh em chưa đi làm. Thì bữa nay mấy anh em bắt đầu hành trình anh em ơi. Mời anh em vô xem kênh ủng hộ video của team Bố Về nha anh em. Đây quay sơ sơ tàu thuyền tại bến mình cho anh em xem chơi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ chạy ghe xuống cảng để lấy đá toàn bộ các cái tổn chi phí, rồi sau đó anh em mới xuất bến ở đi biển. Thấy ghe tàu ở bến mình chưa? Hôm bữa mình có quay mấy chiếc ghe bà gù lên ụ, bữa nay nguyên cái dàn ghe hôm bữa mình quay là bữa nay xuống nước hạ thủy hết rồi, còn mấy chiếc mới lên này là mấy chiếc mới anh em. Đây anh Nam bơi ra ngồi ghe để anh em xuống cảng lấy tổn chi phí. Mấy chiếc ghe Bình Định này khoảng bữa nay hoặc là ngày mai mấy anh em này cũng mở biển. Đây ghe mình đang chờ vô lấy đá, ghe bên cạnh đây, ghe bên cạnh thì lấy đá xong rồi giờ hạ ra, bây giờ bắt đầu ghe mình vô. Quay quanh quanh cảng buổi sáng nha anh em xem chơi nha. Bữa nay trời mưa râm 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 nên nhìn rất là tối. Bên trên còn nhiều tàu thuyền nữa nè anh em. Bên kia thì có tàu sắt đủ loại, đây có tàu nhựa. Đây anh em, cảng vào buổi sáng rồi anh em ơi. Anh em lúc nãy lấy đế xong, bây giờ về ghe ra bên ngoài để lấy nước. Đây bên ngoài là cây nước nè, cây nước có số điện thoại luôn, anh em lấy cây nước ở đây thì bơm 50.000 là xài thoải mái. Nói chung là 50.000 là đối với ghe của mình bơm trong mấy khu vực khoảng tầm gần chục phi ở đằng sau, không đầy chục phi, 6-7 phi, 5-6 phi thôi. Hướng đi ra cửa biển anh em. Gấp ống rồi anh em ơi. Nè anh em, sau khi lấy đá xong mấy anh em dọn dẹp. Dọn dẹp cho bài bản rồi mới xuất phát. Đây em gái chủ cây nước đây. Bơi xuồng bay lá đầu nón đẹp không? Yên bình không? Đây mình mới ra có mấy anh em đào trong kia cũng vô đá. Nam đi. Anh em sáng xin ít ké mấy ghe đi trước á. Bông là bông cúng, chút nữa review vàng mâm cúng nha anh em. Chung là trước khi xuất hành là anh em xuất hành đi biển là anh em chuẩn bị các cái nhu yếu phẩm là đầy đủ hết. Chỉ có điều lúc nãy bảo xuống hầm đế hôm qua cho anh em xem. Ở dưới này còn thịt nữa nè. Đó, thịt mới mua nè. Chiều mẹ nha. Chiều vô phút á. Ké nục điếu nè anh em. Điếu còn tí xíu. Đó. Tiến hành lấy nước bên này 4 phi, bên này 4 phi. Nói chung lấy tầm khối nước. Bên trong kia là anh Nam đang dọn dẹp các cái nhu yếu phẩm mà mới chở xuống á. Dọn dẹp anh em phân bổ lại cho nó gọn gàng. Cái nào cần dùng trước thì đem ra, còn cái nào chưa dùng thì bỏ vào cái nơi nó gọn gàng tí xíu. Bây giờ bơm nước xong xíu nữa anh em
bơm dầu. Thường thì ghe mình đi lấy khoảng tầm 1000 lít dầu đổ lại thôi, bởi vì sức chứa ở trên ghe nó không có nhiều. Ghe mình thì chứa khoảng tầm 1000 mấy lít, nhưng mà lượng dầu trong ghe lúc này nó còn khoảng tầm vài trăm. Đi quay buồng máy cho anh em xem, mấy cái máy mới mở lên kiểm tra thử nó hoạt động đầy đủ không. Đây, đây này đèm dài, còn cái này này định vị, này là cái đèm nhỏ. Anh em thỉnh thoảng mà qua mấy đèm nhỏ nó im bớt, mấy đèm dài nó hay sồ. Đây đồ của đạc của mình, ba lô. Đây có cái hũ 5 kg là chuyên đựng máy quay của mình anh em. Khoe nè anh em, khoe trước khi đi anh em kiểm tra lại thử mọi thứ nó hoạt động bài bản không. Cái khoe ở đằng trước nữa, khoe ở đằng trước cũng hoạt động. Kiểm tra mọi thứ trên ghe cho nó ổn định rồi anh em mới xuất phát. Cái gì sai sót thì mình còn ở trong bờ mình còn chỉnh chu lại được. Đó, này ghe mình là nhỏ nhưng mà bắt lái trời lập cho nó nhẹ đi. Quay quanh quanh cái khu vực của mình cho anh em xem. Ở đây có hai bịch đồ cúng nè, bịch trái cây với bịch bánh kẹo. Xíu nữa làm xong anh em đang ngồi biển cúng, cúng bà, cúng Nam Hải. Đây mình quay thoáng qua mấy chiếc tàu sắt ở làng cho anh em xem. Đó. Có ba chiếc tàu sắt này anh em, còn những chiếc khác thì hoạt động rồi mình chụp. Đợt này thì mình không review ghe thuyền tàu ở trong làng, chủ yếu mình quay anh em ở địa phương khác, cho nên mình chỉ quay thoáng qua những con tàu sắt này thôi. Đây có ghe nữa, vô lấy đá, vô lấy tổ. Đây anh em, mấy chiếc thu mua mà nó đi hôm trước, hôm nay có kéo vào cảng nè. Ghe này chở tầm 7-8 tấn, gần chục tấn đổ lại. Mấy ghe thu mua có tổn. Đây anh em, ghe bây giờ cặp vô cảng bên cạnh mấy chiếc tàu sắt. Bây giờ lên cảng mình lấy ống dây dầu xuống đỡ bơm dầu. Pha dầu. Đây mấy cái pha dầu, cây dầu ở phía trên, quay pha dầu ở phía trên. Lấy cái dây dầu bơm chút này chú hai. Ok anh em, bây giờ anh em trên tàu đã lấy tổn xong rồi, bây giờ mấy anh em mình xuất phát nha anh em ơi.